Mời cả nhà xem em nấu món kho mắm miền Tây nha cả nhà. Mời cả nhà vào bếp cùng em nha. Cả nhà ơi, món kho mắm miền Tây gồm có thịt ba rọi và cá và mắm cá sặc ha cả nhà. Nếu cả nhà có mắm cá linh càng ngon nữa, em chỉ có mắm cá sặc thôi. Thịt ba rọi này khoảng nửa ký ha cả nhà. Mình rửa sạch và mình cắt lát ha. Còn cá bông lau, cá bông lau 8 miếng khứa mỏng mỏng, em người ta cắt khứa sẵn rồi. Bây giờ em rửa với nước chấm đồ sạch sẽ hết rồi, hết tâm rồi. Kho mắm gia vị thì gồm có sả, ớt, tỏi, củ hành tím, bầm chung, khoảng một muỗng canh để mình xào chung với thịt ba rọi nè ha, cho thịt nó thấm gia vị. Cái phần đó mình làm sao ha. Còn gia vị thứ hai là đường, tại vì mắm nó mặn mình cần có đường, chứ kho mắm này cũng mình nêm hơi mặn mặn ngọt ngọt đó cả nhà, tại vì miền Tây thích ăn ngọt ha cả nhà ha. Đường và một muỗng canh bột nêm ha đó. Rồi bên kia là có khổ qua với cà tím với củ hành ha, nửa củ, một củ hành cũng được. Cả nhà ơi, mở lửa lớn lên rồi bỏ hai muỗng canh vừa ăn vô, rồi xong bỏ một muỗng canh ớt, sả, tỏi, hành tím bằm á, bỏ vô đây ha cả nhà. Cả nhà ơi, bây giờ sả bọc, tỏi bọc, phi vàng rồi nè. Bây giờ bỏ vô hết nha. Bỏ thịt vô. Mình xào. Bỏ đường. Cả nhà ơi, bây giờ mình bỏ thịt rồi vô mình xào khoảng 1 phút rồi ha. Rồi bây giờ mình bỏ nước mắm vô ha. Em để 2 muỗng canh nước mắm vô cao cho thịt nó thấm gia vị á cả nhà. Đó, xào cho thịt nó thấm gia vị. Rồi sau đó em bỏ 1 muỗng canh đường ha cả nhà. Mở lửa cao nha cả nhà. Đó, mình xào sơ cho nó, cho thịt nó thấm gia vị. Cả nhà ơi, bây giờ thịt em xào nó ngấm gia vị rồi, giờ em bỏ qua một bên rồi em sơ chế cá nha cả nhà. Cũng mở lửa cao gì đó. Rồi sau cái muỗng canh, 7 muỗng canh đều ăn hết đó nha. Rồi sau đó em bỏ khoảng nhiêu đây, sả, tỏi, tím, ớt rồi còn sẵn á, bỏ vô đây phi để em chiên sơ cái cá. Cả nhà, bây giờ mình chiên sơ cá với sả sơ hồi nãy á, chiên sơ nó đi để nó bớt mùi tanh nha cả nhà.
đảo đều hai mặt nha cả nhà. Cả nhà ơi, bây giờ cá mình chiên sơ rồi mình tắt lửa ha, mình tắt lửa và mình vớt cá ra để một hồi mình bỏ vô nồi kho ha. Cả nhà ơi, 1 lít nước với một chén mắm cá sạch ha cả nhà ha. Bây giờ nước sôi rồi em bỏ vô ha. Bây giờ mình bỏ vô, mình đợi, mình đậy nắp lại để cho nó thịt nó rã ra đó, rồi xong mình bỏ vô cái nồi kho của mình ha, cái nồi thịt hồi nãy mình xào đó. Rồi cả nhà ơi, nấu đậy nắp khoảng 15 phút rồi nè. Bây giờ thịt rã ra hết rồi, bây giờ mình lượt qua cái nồi thịt của mình ha. Bây giờ mình mở lửa cho cái nồi thịt của mình lên ha, mở lửa 2 lên ha, mở lửa cao lên, rồi xong mình đổ cái nước mắm này nè vô nồi ha. Đổ vô cái đồ lượt nè cả nhà, để mình lượt lấy cặn ra cho xương đồ nó vô. Cả nhà ơi, bây giờ cái nồi thịt của mình nó sôi rồi ha. Bây giờ mình bỏ cà tím vô ha. Em thích cà tím này là 3 trái hả? 3 trái cà tím á, cà tím về giường á. Xong bỏ củ hành vô luôn cho nó thơm. Rồi khổ qua cái khúc ha, cái khúc cỡ này nè cả nhà. Bỏ khoảng 3-4 trái khổ qua ha, 3-4 trái như nhỏ đó, không đầy rau không là đầy nồi rồi cả nhà ơi. Nhưng mà một hồi nó chín nó dột xuống nè. Em thích ăn rau hơn thịt cả nhà ơi, em nấu cái gì cũng rau nhiều hơn thịt hết á. Bây giờ mình bỏ rau vô xong rồi, bây giờ nước sôi lại rồi, mình bỏ cái phần sả mầm với ớt tỏi rồi với hành tím rồi mình bỏ vô ha. Cái này cỡ 2 muỗng nha cả nhà, cỡ 2 muỗng canh nha. Bằng tỏi ớt rồi nhiều quá nó thơm. Rồi sau đó em sẽ đem vô đây 1 muỗng canh bột nêm ha, và đây 2 muỗng canh đường ha. Nếu cả nhà không thích ngọt á thì bỏ 1 muỗng canh thôi, còn em thích ngọt thì em bỏ 2 muỗng canh. Tại vì mắm nó mặn á cả nhà, một củ mắm cũng mặn á, một củ mắm nhỏ nghe bằng 1 chén cơm mắm nha nha cả nhà. Cả nhà đừng có nhầm với một củ mắm lớn nha, khoảng một chén cơm thôi, khoảng 1 chén cơm mắm thôi.
và sau đó mình bỏ cá vô hết cả nhà, tại vì cá hồi nãy mình chiên sơ nó cũng chín rồi á, tại vì cá nó sắc mỏng lắm, em sợ bỏ vô sớm quá thì nó bị rã cá mình ra hết á. Cá này mình rau mình chiên sơ vậy đó, nó cá mình nó không có bị tanh, với thịt cá nó cũng không có bị rã ra nữa. Cả nhà ơi, cái nồi kho mắm miền Tây của mình đã xong rồi nè. Bây giờ tới giờ thưởng thức thôi, quay sơ cho cả nhà xem cái rau trong vườn mới hái đây. Đây là cải xanh non, còn dưa leo với cà tím là từ chợ nha cả nhà. Còn đây là cải mình mới hái nãy với cần nước, rồi cải kheo bên kia giá cũng từ chợ luôn. Cả nhà ơi, trước khi thưởng thức món kho mắm miền Tây, em xin cảm ơn đến cả nhà đã theo dõi và xem video của em. Nếu cả nhà thích video của em thì em xin một cái like, một cái chia sẻ và một cái đăng ký kênh hai cái nhà. Chúc cả nhà thành công với món kho mắm miền Tây hay cả nhà. Còn rau ăn kèm thì tùy khẩu vị mỗi nhà, tùy cả nhà thích ha. Em xin tạm dừng video ở đây hay cả nhà. Chúc cả nhà vui vẻ. Hẹn cả nhà video tiếp theo. Okay, bye bye cả nhà.